Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi đã cơ bản tháo gỡ được những khó khăn bất cập trong việc áp dụng vào thực tế đời sống. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã có nhiều nội dung mới nhằm thể chế các định hướng trong văn kiện Đại hội Đảng khóa 13, các nghị quyết kết luận của Đảng, của Quốc hội, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tính khả thi khi luật thông qua. Thượng tọa cũng đánh giá cao dự thảo luật đã bổ sung quy định về việc giao đất cho thuê đất đối với tổ chức tôn giáo thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của các tổ chức tôn giáo được nhà nước giao đất, không thu tiền sử dụng đất. Đây là những nội dung mới được bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của người dân và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức tôn giáo, thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với các tôn giáo tại Việt Nam. Các cơ sở tôn giáo có nhu cầu thì được phép thuê đất và trả tiền đất cũng rất là bình đẳng, công bằng, nhưng nó đáp ứng cho cái nhu cầu, nó tránh để cho chúng tôi phải vi phạm luật vì phục vụ cho người dân. Cái điểm này rất là mới và sẽ rất được các tổ chức tôn giáo chào đón để mà phục vụ cái nhu cầu về tín ngưỡng tâm linh cho người dân. Tại đây, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng khẳng định Ủy ban luôn đồng hành với các tổ chức tôn giáo, đảm bảo về quyền sử dụng đất theo quy định mới về đất đai.